Thành Đạt. Quả trống dành cho H2T. Rất hay H2T, cơ hội đối mặt và đó là bàn thắng thứ hai dành cho Thành Tâm FC. Và bóng màn phòng ngự của Hoàn Linh cho H2T quá nhiều không gian. Liên tục là những tình huống phối hợp và lần thứ hai ở trong trận đấu này mà Thành Tâm họ vượt lên dẫn trước. Không có đủ sự dứt khoát trong cách phòng ngự bên phía các thủ Hoàn Linh ở trong pha bóng vừa rồi. Vân Đạt Chi lại có thêm một dấu ấn trong bàn thắng này, anh chính là người đã trực tiếp có được sự kiến tạo cho H2T. Tỷ số lúc này được nâng lên thành 2-1 dành cho Thành Tâm FC.